Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2019 thì em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một mẫu xe mà phải nói là nó rất là lướt mà nó rất là hiếm. Thì trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Ford Focus phiên bản Titanium 1.5 số tự động sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Thì như thường lệ, bây giờ em sẽ đi một vòng quay xe giới thiệu chi tiết nhất có thể để cho mọi người cùng nắm bắt về chiếc xe này hơn. Thì cũng như tiêu đề thôi, em xin được nói lại với các bác là bên em về thêm được một chiếc xe. Đó là chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.5 số tự động sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Đây là phiên bản Titanium mọi người nhé, là phiên bản cao cấp nhất của Ford Focus vào thời điểm hiện tại. Thì theo thông tin em được nắm bắt thì chiếc xe Ford Focus này hiện tại đã không được ngừng bán và ngừng sản xuất tại Ford rồi mọi người nhé. Do vậy là bác nào mà coi như là chiếc xe này mà muốn mua mới tinh là không còn nữa. Thì do vậy là bên em mới về được một chiếc xe rất là đẹp mà nó còn rất là lướt luôn. Thì bác nào quan tâm đến xe này thì alo sớm em số điện thoại 0968 831 280, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Các bác xem video mà thấy bổ ích thì các bác nhớ bấm nút đăng ký kênh màu đỏ để có thể ủng hộ và tự động cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Bây giờ em sẽ đi một vòng quay xe giới thiệu cho mọi người cùng xem nhé. Xe được trang bị ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu kem. Ford Focus là một cái dòng xe phân khúc hạng C. Tuy rằng là cũng không bán khá chạy đâu, nhưng mà Ford Focus là được trang bị rất là nhiều công nghệ an toàn cho đến option. Thì đi đến đâu em sẽ giới thiệu cho các bác đến đó mọi người nhá. Đấy, sẽ đi một vòng quay xe giới thiệu cho mọi người đã. Màu trắng phiên bản sedan 1.5 Titanium. Xe còn rất là mới luôn và xe còn rất mới và rất đẹp. Ford Focus phiên bản Titanium số tự động. Đây là một chiếc xe lướt rồi, do vậy là về phần chất lượng thì em cam kết cho các bác là xe em không đâm đụng và xe không ngập nước. Các bác mua xe thì có thể là test hãng vô tư mọi người nhé. Có nghĩa là em cam kết cho mọi người rồi. Nói có thể hơi tự tin nhưng mà các bác mua xe của em thì các bác hoàn toàn là yên tâm về vấn đề chất lượng. Về cái phần đèn pha này, xe được trang bị là đèn bi cầu lồi projector và đèn LED định vị ban ngày. Rất là đẹp. Đó, cảm biến trước mọi người nhé. Cảm biến đằng trước luôn. Đèn gầm sương mù này, mặt ca lăng này, mặt ca lăng này rất mới. Đèn bi cầu lồi projector, đèn LED định vị ban ngày, đèn gầm. Đó, phần đầu xe rất là đẹp bởi vì xe đó là xe lướt mà mọi người. Sơn trắng, cam kết cho mọi người là xe 99 là sơn zin. La răng đúc đa chấu, bánh lốp Michelin mọi người nhé, 4 quả lốp mới Michelin luôn. Xe chạy 4,5 vạn xịn mọi người nhé. Em cam kết luôn cho mọi người là xe công tơ xịn. Lốp Michelin này, lốp Michelin. Các bác nhìn cùng phanh cho đến cái con ốc của cái la răng nó còn rất là sáng, rất là sáng luôn. Đây các bác xem này, không hề có một vệt sơn ngoài nào cả. Đăng kiểm với phí đường bộ là còn đến tháng 4 năm 2021. Kính lái thì còn rất là mới. Về chiếc Ford Focus này rất là nhiều công nghệ mọi người nha, và rất là nhiều option. Thì em đi đến đâu em giới thiệu cho mọi người đến đó mọi người nhá. Về cái phần chân kính thì xe được nẹp thêm mạ chrome chân kính này, xi nhan tích hợp trên gương, mặt gương chỉnh điện và gương gập điện này. Đó. Xe được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Và chìa khóa thông minh Smart Key. Đây là chìa khóa đây. Chìa khóa của chiếc Ford Focus đây. Rất đẹp. Xe có cả cửa sổ trời. Cửa sổ trời này. Đó, các bác nghe được tiếng đóng cửa này. Cảm biến quanh xe luôn mọi người nhé. Đây là cái phần táp ly cửa phụ. Táp ly cửa phụ. Còn quá mới, rất mới. Chiếc xe mới nào, chiếc xe này nó là như vậy mọi người nhé. Cột kèo keo chỉ em xin phép các bác là em bỏ qua. Đây các bác cùng xem từng cái chi tiết nhỏ này. Nó còn rất mới. Đó. Táp lô này. Đây là hộc để đồ, sách hướng dẫn và sổ bảo hành. Tất cả mọi thứ là vẫn còn nguyên mọi người nhé. Táp lô này, quá mới. Đây, quay qua nội thất cho mọi người xem. Nội thất màu đen pha kem. Màu đen pha với màu kem. Ford Focus. Ốc bản lề này. Các bác xem ốc bản lề này. Chưa hề có một vết vặn nào đâu mọi người nhé. Em cam kết cho chất lượng mọi người. Vâng ạ, ghế phụ là chỉnh cơ. Ghế phụ chỉnh cơ mọi người nhé.
Đây là phần táp ly cửa phụ đằng sau này. Táp ly cửa phụ đằng sau. Đó. 4 phanh đĩa, 4 ABS mọi người nhé. Đây là la răng đằng sau này. La răng đúc đa chấu này. Cảm biến quanh xe luôn. Vâng, cảm biến quanh xe luôn. Phiên bản sedan. Đây là hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai. Ghế da. Ghế da của Ford thì em cũng cảm nhận với mọi người là ghế da cảm nhận rất là xịn luôn. Vâng. Ghế cảm nhận rất là xịn. Đây là hộp tựa tay này. Hộp tựa tay, ghế da màu kem này. Trần. Trần nỉ. Đây là đèn trần này. Cửa sổ chơi này. Đó, rất là nhiều đèn luôn mọi người ạ. Cả đèn bên này nữa. Ford Focus. Túi khí này. Túi khí này. Đó. Đây là phần đuôi xe. Xe được trang bị một bô cảm biến lùi này, camera lùi. Đó. Ford này, đèn phanh trên cao được nằm ở đây. Ford Focus này. Phiên bản Titanium này, EcoBoost này. Hà Nội Ford, xe được bảo trì bảo dưỡng ở tại Hà Nội Ford mọi người nhé. Xe được trang bị là cốp điện. Cốp điện rất là rộng luôn, để được rất là nhiều đồ. Bác nào mua xe em sẽ tặng các bạn để một thùng mì tôm Hảo Hảo mọi người nhá. Nói chơi cho vui thôi ạ. Rất là mới, xe rất là mới, rất là lướt luôn. Ford Focus phiên bản sedan, sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, Titanium. Rất đẹp. Xe được dàn kính cách nhiệt 3M rồi này. Thảm 5D. Thảm da 5D. Giam đi mọi người nhé. Rất mới luôn. Chìa khóa thông minh Smart Key này. Xe có một cái vết xước nhỏ đây. Đâu phải vết xước đâu mọi người. Nó kiểu như là cái nhựa gì để bám vào thôi. Em chưa tẩy được. Đây là phần táp ly cửa lái. Táp ly cửa lái các bác cùng xem. Hệ thống 4 kính điện, gương gập, tất cả mọi thứ là vẫn còn nguyên này. Em hơi chê ở cái Ford là những cái chi tiết như này là Ford làm hơi dối. Không được mỹ quan cho lắm mọi người nhé. Chốt mở cửa này, quá mới. Xe rất là mới luôn. Các bác xem cái nhựa này. Ghế lái chỉnh điện này. Ghế lái chỉnh điện này. Quá đẹp. Vô lăng 3 chấu, nút bấm tích hợp trên vô lăng. Đó. Rất đẹp luôn đúng không mọi người. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong giới thiệu cho mọi người cùng xem về cái nội thất nhá. Nội thất này. Trần này. 6 túi khí vàng. Đây là một hộc đựng đồ này. Bật tắt đèn này. Tăng giảm sáng đèn này. Vô lăng 4 chấu. Nút bấm tích hợp trên vô lăng này. Có cả hệ thống sinh ba. Cruise control ga tự động này. Lẩy số thể thao mọi người nhé. Đây ạ. Lẩy số thể thao đây. Đèn pha tự động, gạt mưa tự động này. Xe chạy ở 4,6 vạn mọi người nhé. Em cam kết cho mọi người là công tơ xịn luôn. Vâng. Đó. Gương điện này. Gương điện chống chói này. Gương điện chống chói. Vâng. Đây là một hộc đựng kính này. Cái chỗ này em rất thích này. Rất là giống trên máy bay. Rất là giống trên máy bay. Đề nổ start top. Đây. Để nổ start top còn rất là mới. Các bác xem này, nó còn rất là mới luôn. Màn hình cảm ứng DVD Bluetooth. Hệ thống sinh ba. Đài CD của Sony. Nghe nhạc thì rất là thích rồi. Điều hòa hai vùng độc lập. Điều hòa tự động mọi người nhé. Điều hòa tự động ạ. Đây là một cổng sạc 12V. Số tự động, củ số còn rất là mới. Củ số còn rất là mới. Đây. Rất ngọt. Cảm biến lùi. Hệ thống parking đỗ xe tự động mọi người nhé. Và với cái phiên bản Titanium này chúng ta sẽ có đỗ xe tự động. Các bác nữ nào mà gọi là ghép ngang ghép dọc mà cảm thấy khó khăn thì chúng ta sử dụng cái hệ thống này rất là tiện. Đây là một khay đựng đồ này. Đây cũng một khay đựng đồ nữa. Rất đẹp và rất mới. Xe được trang bị thêm 4 áp suất lốp lắp thêm mọi người nhé. Đây là đồ độ. Và đây là đồ độ. Cảm biến áp suất lốp đấy mọi người. Loa thì hệ thống loa rất là hay luôn. Hệ thống loa rất là hay.
Thì một lần nữa xin được giới thiệu lại cho các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Ford Focus phiên bản Titanium 1.5 số tự động, sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội, màu trắng, nội thất màu kem. Thì về giá bán chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 680 triệu giá có thương lượng mọi người nhé. Giá có thương lượng ạ. Do vậy bác nào quan tâm thì alo sớm cho em số điện thoại em để phần mô tả. Đây là Bình của tôi cũ Hà Nội. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các bác mà đã quan tâm theo dõi. Chào các bác ạ.